tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người cái quá trình thi công trọn gói nội thất cho một căn từ đường tại khu vực Hưng Hà, Thái Bình. Mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình thi công lắp đặt các cái cấu kiện trong nội thất của ngôi từ đường tại đây nhé. Thì chia sẻ với mọi người, cái ngôi từ đường này đã được chúng tôi thi công trong vòng 4 tháng và nội thất thì cũng được thi công trong vòng 1 tháng. Đó, và hôm nay thì chúng tôi đang hoàn thiện cái giai đoạn cuối cùng trong cái việc lắp đặt nội thất cho ngôi từ đường tại đây. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi và xem các cái cấu kiện cùng với quá trình lắp đặt của các nghệ nhân của chúng tôi tại khu vực này nhé. Mời mọi người cùng ngắm qua cái ngôi từ đường nhìn từ phía bên ngoài và chúng ta sẽ đi vào khu vực bên trong để xem quá trình lắp đặt. Đó, thì hôm nay chúng tôi quay tất cả các cái từ đường. Đấy, và công trình này thì đang rất là cao. Đó, và ban ngày thì các bác thợ thi công phần cửa, thì đến phần gần chiều tối thì chúng tôi có mặt bằng để thi công cho phần nội thất. Đó, rất là gấp rút trong những cái giai đoạn cuối năm này. Và bây giờ đang là tháng 12, thì hiện tại 12 dương lịch đó. Bây giờ đang là 5 giờ chiều, thì mặt trời cũng rất là tối rồi. Đấy, thì anh em chúng tôi làm tăng cao thì sao vẫn phải đảm bảo các cái chi tiết những vật. Thì anh Tài có thể quay cái phần nội thất mà chúng tôi đã tập kết ở khu vực phía bên dưới. Thì chia sẻ với mọi người, đây là cái bức đại thất của anh. Anh có cái dài 1m, dài 2m27. Dài 2m27. Còn chiều rộng này là theo cái 97. 97 đúng không? Đấy, thì mọi người có thể thấy là màu sơn đây là sơn của gì anh? Cái này là dát vàng. Dát vàng đúng không? Mà dát vàng này là mình chỉ được sử dụng cái loại gỗ gì mà dát được vàng anh nhỉ? Chủ yếu là gỗ rổi, gỗ mít. Là loại gỗ đấy mới dát được. Hay là gỗ bim đấy. Hay là cái này nó không có nhựa, không có nên từ ngày xưa là cái dùng để dát vàng. Các loại khác có nhựa không có nhựa là thời gian nó đẩy ra. Đó, thì mọi người có thể thấy từng cái chi tiết dát vàng của chúng tôi. Đây là bức đại tượng lớn, bức đại tượng ở giữa. Bức đó cũng phải tượng dát dát thờ tổ. Và ở đây có cái điều đặc biệt là cái chương đại tượng không ạ? Là chương nó gắn liền. Thì ở trên đây là cái hình dáng của con gì anh? Một cuốn Lữ Long Trổ Nguyệt. Lữ Long Trổ Nguyệt. Hai con rồng Trổ Nguyệt dưới gọi là Lữ Long Trổ Nguyệt. Cái đầu rồng nó đi lắc ở đâu? Cái đấy là bức cửa võng kiểu rồng ở trong nhà. Rồi ạ. Thế tất cả cái này thì mình mới bắn cái đầu rồng lên. Rồi ạ. Đây là con thiếu cái đầu ở trên đây đúng không? Mình hoàn thiện xong mình mới lắp đầu lên xuống cái cổng cành xuống tức đúng không? Anh có độ dày này là nó thường mấy phân anh nhỉ? Độ dày của anh này là dày 8 rộng 10. Dày 8 rộng 10. Còn cái ván của nó là ván liền, ván dày 3 phân. Rất là chắc chắn anh nhỉ? Dày 3 phân xong mình đục đổ chữ lên. Đấy, thì các tay nghệ nhân của chúng tôi là đều dùng tay hết nhá. Thì nó có cái độ mềm mại như này. Không, này toàn tay hết mà. Thằng này không máy được. Không máy. Thì nó cong 3D này. Tất cả là một tay hết tay, là cái độ của nó có độ bồng bềnh. Máy nó chỉ đục đường nông thôi, còn nó bồng bềnh này là phải đục bằng tay hết. Một cái bức đại tự này sản xuất khoảng mất bao nhiêu thời gian của các bác thợ nghệ nhân? Cái này của bọn anh á. Cái này của bọn anh có một cả sơn nữa, nó mất khoảng 40 tông. 40 tông. Đây mà hoàn thiện một bức này. Đấy, thì mọi người nhìn thấy những cái bức đại tự mà nhiều đoạn lắm. Mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato sở hữu những nghệ nhân tại khu vực Nam Định. Đó là những cái nghệ nhân có tay nghề rất là lâu năm để sản xuất nhé. Và ở bên cạnh đây là cái bức khám, gọi là bức khám gian. Đây là ở bên dạ gian bên cạnh nhé. Ở gian bên. Đấy, thì bức khám này là có thể mở cửa được vào bên trong nhé. Rồi. Đấy, đây. Toàn bộ thì được lát vàng toàn bộ. Lát vàng toàn bộ đấy. 3.000. Và cái này nó cũng có 2 lớp và 3 lớp anh nhỉ? À, cái này là khám 3 lớp. Khám 3 lớp đúng không? Dạ. Mọi người nhìn thấy cái đổ của nó, đổ từ bên ngoài đổ vào. Đó, và mắt. Anh ở đây là con phượng đúng không? Đó, ý nghĩa ở trên này gọi là gì anh nhỉ? Hai bên là hai con phượng chầu quân thư. Giữa là bức quân thư. Rồi ạ. Phượng chầu quân thư. Còn cái chương của nó là cũng long nhưng mà hóa trúc, rồng hóa trúc.
rồng hóa trúc đúng không? Đây. Đấy, rồng hóa trúc. Bên kia còn rồng, đây là hóa trúc. Đây là rồng thật, bên kia là tượng rồng thật. Còn cái bên khám này thì mình được rồng hóa. Có hai bức khám này ở hai bên là giống nhau không anh? Ừ, hai bức khám này hai bên giống nhau. Chiều cao của nó là khoảng tầm... Chiều cao của nó là... Mét bảy. Mét 62. 62. Đấy, các cái kích thước này thì nó phải theo cái nhà của mình, các cái gian. Không, cái này nó theo cái không gian từ nhà thờ một để mình thiết kế vào cho nó hài hòa. Đấy thì anh có thể cho mọi người nhìn về cái chiều sâu phía bên trong này. Chiều sâu cũng khá này là, sâu của nó là 50 phân. Đấy, 50 phân. Là tính bệ thôi, trường thì nó thực ra thôi. Trường là nó chỉ bệ xong rồi thôi. Ở hai bên cạnh là cũng được trang trí các cái cây. Hai bên cạnh là cũng được vẽ mà. Và cái này cây. Yeah. Hơi tối. Đẹp lắm. Ok, là mời mọi người sang cái bức chính giữa. Hai mọi người nhìn vào đây thì là rõ hơn là đấy, cái cạnh của nó. Đó, và cái bức này thì nó to hơn tại vì nó nằm ở chính giữa nhá. Cái khám này là bức khám của dân thờ tổ. Nó giữ nó đại, nó to. Đấy, từng cái chi tiết hoa văn trồi ra bên ngoài 3D chứ không còn là đứng vào bên trong nữa mọi người. Phía bên dưới này. Đấy, rất là nổi nhá. Mặt cửa dưới này bóng anh nhỉ? Đó thì mọi người đã thấy được hai cái chi tiết ở phía bên ngoài. Và mời mọi người cùng vào trong xem cái quá trình thi công ở cái khu vực bên trong nhé. Thank you.
Thank you.
vừa tham quan xong cái quá trình lắp đặt nội thất của ngôi từ đường tại khu vực Thái Bình, tức là Thái Bình, thì các bác thợ với tay nghề và kỹ thuật cao đảm bảo cái chất lượng khi mình sản xuất đó, thì chúng tôi phục vụ cho khách hàng xuyên ngày đêm, vừa đảm bảo cho khách hàng về mặt kỹ thuật, về mặt chất lượng cùng với kỹ thuật và chế độ bảo hành bảo trì sâu đó, và giá cả phải chăng thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về các gói dịch vụ như là thiết kế và thi công chọn gói từ đường, với là thiết kế và thi công chọn gói nội thất ở đây nhất. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video chia sẻ lần sau khi một ngôi từ đường này được hoàn thành ạ. Và nếu mọi người đã có nhu cầu về là thiết kế hoặc thi công chọn gói từ đường, hoặc là thiết kế hoặc thi công chọn gói từ nội thất của từ đường, mọi người có thể là đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích khác, hoặc mọi người có thể gọi cho tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi tư vấn thiết kế cho mọi người những cái công trình mà để đời có tiếng trong cái của bạn nhé. Vậy xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tất cả các video chia sẻ lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.